Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu ôm ly đời mới của năm 2024 263BT này. Hàng này thì nó là cái phiên bản cao cấp, hàng cải tiến của 263B. Đối với cái ưu điểm của con này thì chúng ta sẽ sử dụng đánh được tất cả những cái dòng chim đêm, từ những cái loại chim nhỏ cho đến chim lớn. Thì số điện thoại mua ôm ly thì em để ở góc màn hình video nhé. Còn con này thì đấy, từ cái chỉnh to nhỏ này, đấy, nó có từng lớp một anh em. Đấy, đối với những anh em không biết chơi là chỉnh này rất là dễ. Đấy, mình căn được tầm này. Đấy, và nó vẫn có nút chỉnh check này, chỉnh bát này, đấy, bát check. Đấy, chúng ta chỉnh bát, chỉnh check. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có khu khe là để cắm USB nhé. Và con này thì nó không kén thẻ, không kén U anh ạ. U sắt hay là U bình thường nó sơi được hết. Ở dưới đây thì nó sẽ có cái khe cắm thẻ này. Cái khe cắm thẻ này thì anh em đút trực tiếp thẻ nhớ vào đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ không phải qua cái thẻ nhớ nữa, không phải qua cái áo thẻ nữa, thì chúng ta sử dụng trực tiếp luôn anh ạ. Đấy, còn giá tiền của nó thì giá của nó thì nó tương đồng. Đấy, tương đồng hết rồi. Bằng với cả con 263B. Hàng này ra 263BT thì từ cái độ chắc chắn của nó chắc chắn hơn, nhỏ gọn hơn. Đấy, thì anh em đánh thì ưu điểm hơn, và công suất của nó thì vẫn mỗi cổng là 300 nhé. Đấy, còn ở đây thì nó vẫn có hai cái jack đít để ra hai loa. Đấy, công suất này thì ví dụ anh em đánh chắc kèn thì có thể đánh toa kéo 4-5 con chuyện bình thường. Đấy, ở đây thì nó có dây nguồn để ra bình này. Đấy, đây vẫn ra điện lưới bình thường. Đấy, điện lưới đây anh em, phích cắm ra điện lưới. Nói chung là nó cũng như con 263B thôi. Đấy, nhưng nó tiện hơn cái này. Nó được hai cái chức năng. Đó là khi chỉnh này, nó có lắc giật này nha. Đấy, lắc giật. Đấy, to nhỏ có lắc giật. Và nó có cái chức năng là khe cắm thẻ nhớ trực tiếp. Đấy, không phải qua áo nữa. Đấy thì nó có những cái chức năng gọi là cải tiến hơn là được cái quả lắc này với cái khe cắm thẻ nhớ thôi. Còn chất lượng âm thanh thì như em đánh thực tế nó vẫn như nhau anh ạ. Chim vẫn đầm bình thường. Đấy, và nó là cái dòng đánh chịu đựng tốt, lắng mưa. Đấy, như thực tế anh em thấy em đánh thì em chỉ quấn đúng cái túi bóng. Đấy, nhiều anh em đậy hòm, đậy hiếc ấy. Đấy, nhưng mà đối với em thì những cái dòng loa nào nó cần được bảo quản tốt thì mình bảo quản thôi. Còn những cái hàng nào nó chịu được lắng mưa vẫn cho nó chịu. Đấy, số điện thoại mua âm ly mẫu mới của năm 2024 này em để ở góc màn hình video nhé. Chào các bác ạ.